Mở quà phần 3 nha mọi người. Đây là món quà của bạn Quy, bạn Quốc Quy. Đựng trong cái thùng trà xanh phong độ luôn. Pikachu. Đà 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 cái Pikachu giống màu vàng trên tóc luôn kìa. Đi nâng mũi nè. Đi nâng mũi nè. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Vậy là con cá đó không phải là của Quyên rồi. Vậy con cá đó của ai ta? Có một người biết không đó? Không, một chút có hình là sẽ biết ngay. Mẹ đảm bảo cái túi này của băng Nhã Khiêm luôn á. Con xé quà chắc banh hết trơn của người ta. Rồi cắt cái lằn đó ra. Được rồi, rồi con cắt ra đi. Con lột trần trụi người ta ra tốn thời gian. À, cắt ngang đây nè, cái lằn của người ta nè. Lằn băng keo đó, đâm xuống. Đáng lấy ra có cái dao rọc, rọc giấy á. Mẹ thấy con tệ quá à. Người ta cắt cái miếng băng keo chỗ này nè. Rồi nó bung ra rồi. Cái bên hông á. Bên hông này nè, con làm gách cái thùng luôn rồi. Con gấu. À. Cái Suzuka bự chạp bá bự luôn. Suzuka quá bự luôn. À, con có Suzuka kia nữa đấy. Màu hồng cùng máu. Rồi món quà cuối cùng. Ủa nặng ghê luôn. Cuối cùng phải tắt một giờ. Để trong cái thùng đi, lấy cái thùng lại. Lấy cái thùng lại để vô. Để nó văng xếp ra ngoài. Thùng nãy. Ừ. Để chồng nó vô. Rồi, mở cái gì nó văng. Bún này ra coi. Bún này ra. Ủa sao xốp nó lại trong đó vậy? Mà sao nó chạy vô đây được á? Có chữ cái gì? Happy birthday. Why? À, đây cái này gì vậy? Nó vô trong được vậy? Còn gì trong nó kìa? Đừng lấy cái nó rớt ở ngoài. Đây là băng keo. Băng keo nhiều màu. Không phải băng keo đâu, cái dây thắt. Dây thắt ngồi sao? Thư. Sổ. Cái đó là dây thắt ngồi sao chứ không phải băng keo. Cái đó sổ tay để cho con ghi cái gì con ghi á. Của bạn nào? Coi có tên không? Hả? Gia Bảo à? Dây thắt ngôi sao.